chúc mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, wow, wow. Xin cảm ơn hai dancer xinh đẹp Thùy Vân và Minh Lệ. Cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi là Kỳ Tài Thách Đấu được rất là nhiều yêu thích, phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi chia tay hai dancer xinh đẹp, chúng ta cùng gặp gỡ những người xinh đẹp không kém đến từ đội chủ nhà, không ai khác, thưa quý vị, nghệ sĩ Mạc Văn Khoa. Thưa quý vị, nghệ sĩ hài hước duyên dáng Lâm Vĩ Dạ. Từng là hơi ấm bên đầu, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thấy nhau cho tôi biết có thấm không về nữa đâu. Đặt tròn niềm tin sai lầm, giờ này ai khóc ai cười. Thì hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Thưa quý vị, ca sĩ vô cùng xinh xắn Harry Won. Thưa quý vị, hôm nay quá đẹp, hai màu đen trắng, tự nhiên có đôi guốc màu nâu. Không phải, tại vì cái này là cái mẹo đó anh. Mình nhìn từ xa mình sẽ thấy được chân cái dài. Giò nó đúng rồi, cái chân nó dài ra. À, tức là gọi là style, kiểu cái cách gọi là những mèo nhỏ để nhưng mà vẫn không dài nha. Nhưng mà vẫn không dài nha. Ủa mà hồi nãy chị chỉ em vậy, bây giờ chị đồng tình với anh vậy? Nếu người ta chỉ em vậy thì người ta mang guốc giống em rồi. Người ta chỉ em nhưng mà người ta mang guốc màu đen cho nó vô tông sạch tông. Trời ơi, em không ngờ. Anh đang hai người cùng đi một đôi guốc cao và hai người bước ra, anh thấy nó có một sự trái biệt. Chênh lệch. Chị Harry Won là ra là như người mẫu, như ca sĩ. Còn chị như bị xỉn á. Chị như bị xỉn á. Với những chén chua cay này, lờ béo như gái du ca. Giống như tay rượu bị xỉn. Chứ gì nữa. Không. Hôm nay em mặc như vậy, em rất là làm đi kiểu như là người mẫu như vậy, em đều có lý do hết. Lý do gì em? Nghe nói là hôm nay có người mẫu. Hôm nay có người mẫu tham gia chương trình này. Và hôm nay chỉ toàn người đẹp. Toàn người đẹp cho nên em muốn chặt chém họ lại. Chủ nhà mà đúng. Em cũng vậy, em cũng vậy nữa. Hai đứa mình cũng chặt chém người ta. Đúng vậy, mình không thể chơi thật thà được. Đúng rồi. Mình không thể dùng những chiêu đơn giản được. Đúng rồi, thật thà, thẳng thắn thì thua thiệt. Đúng. Thà ăn gian mà thắng còn thẳng thắn mà thua. Thà ăn gian mà thắng còn thẳng thắn mà thua. Đúng không? Yeah. Nhưng mà về nhan sắc và chiều cao không địch nổi họ đâu Harry. Chỉ em là có thể có một cái mầm móng chiến thắng thôi. Còn bên kia là mới bước ra cặp giò người ta là đã thua rồi. Ghê vậy luôn hả anh? Ghê lắm. Ai mà dữ vậy trời? Tụi em muốn biết được khách mời là ai? Thưa quý vị, những khách mời vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, xin hãy nhìn về bức phong màn của chúng ta. Wow. Wow. Cao. Một nét nhạc bí hiểm xuất hiện. Wow. Man quá, man quá. Trời ơi, cặp đùi chất lượng luôn. Theo các bạn là nam hay nữ? Em nghĩ đây là nam và là một cầu thủ đá banh bởi vì cặp đùi rất chất lượng. Không, nữ chị ơi. Nữ rồi. Đây hồi là nay nữ có đây. Thấy eo xíu này. Tóc dài, thấy tóc dài không? Nhưng mà có vẻ là phụ nữ mà rất là mạnh mẽ. Đúng rồi, kiểu như là phụ nữ mạnh á. Vậy là cầu thủ bóng đá nữ. Ai? Rất cao. Nhìn cái tướng. Ồ. Wow, wow, cao quá. Wow. Cao nha. Có tập tạ nha, có tập tạ luôn. Đó. Đang vuốt râu đó, đang vuốt râu đó. Vuốt râu. Cái này thì sao đó. Càng ngày càng giống nam để tóc dài ta. Hết giống nữ rồi ta. BB Trần. BB Trần, em thiệt hợp nam lý. Nam để tóc dài. Và mời khách mời xuất hiện. Chị em chơi với nhau thân thiết trên Facebook. Nghĩ sao nói chân tôi đi cầu thủ đá banh, bà nhìn cái chân bà coi. Không phải, tại hồi nãy ở trong đó em thấy nó cái bóng của cái giò chị đứng rồi. Thì ta cố ý cho rộng vậy cho nó giống con trai rồi tức. Tại chị,
tại chỉ mặt vét nữa. Đúng rồi, mặc cái ống quần nó hơi bị rộng. Đúng chứ rồi. Còn làm sao mà cái này có vận động viên điền kinh hay là gì chứ làm sao mà bóng đá. Cái đó là lần đầu tiên mình làm thôi. Bây giờ lần thứ hai làm sao làm được. Đúng. Người tiếp theo sau ca sĩ Thu Thủy sẽ là ai? Xin mời. Trời ơi. Đây là BB em ơi. Đây rõ ràng là BB nè. Chắc chắn bạn gái và tóc dài nha. Tóc dài BB cũng tóc dài anh ơi. Chắc có tập gym nè. Cái này là nó giống như múa Thái à. Nhìn hai cái lỗ tai đi. Rất là nhọn. Giống như phim Avatar thấy không? Trời ơi, uống dẻo luôn. Wow. Như con lăng quăng. Em nghĩ đây là một vũ công. Vũ công à. Trời ơi. Không có vũ công mà xem té như vậy. Cái chân phải dài mới đạp ra khỏi cái bàn bóng luôn kìa. Cao quá, bả thiếu được bả muốn đụng cái khung hình luôn rồi. Giống người mẫu nè. Chắc chắn là người mẫu. Đúng rồi, chắc chắn. Và người mẫu này là ai? Xin mời xuất hiện. Wow. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Đứng kế bên chị không biết nữa. Ban đầu á, thưa quý vị, là chúng tôi có chuẩn bị một cái màn bóng nó thấp hơn. Nhưng mà sau khi biết Võ Hoàng Yến tham gia thì mới lại lấy cái này. Chứ không là cái kia nó lò cái đầu của Yến ra. Thì thấp hơn nữa thôi, cái gì đâu. Thì đó. Hạ mình xuống nữa. Xuống nữa hả? Ừ. Chị ơi, dạo này người mẫu là không được bình thường hả chị? Không, thường là mình làm nghệ thuật thì mình không có nên bình thường lắm á. Phải độc đáo. Mình phiêu nhiều vô không? Thì mình phải hơi tinh tửng thì mình mới có phiêu được. Tinh tửng hả? Tức là ý nói là mấy đứa bình thường là mấy đứa không có tửng. Ở đây là đâu ai bình thường đâu, nói thiệt luôn á. Đâu, anh bình thường mà. Thiệt không anh? Ok anh bình thường. Anh rất bình thường. Dạ ok em hiểu. Thiệt, anh rất bình thường. Chị hiểu không? Nè đây là em bình thường. Nè ở đây bình thường. Em bình thường. Bình thường. Không bình thường. Ba đứa bình thường trong cái nhóm không bình thường. Đúng rồi. Là ba đứa này. Xác. Bình thường mà. Mình rất là bình thường. Thôi. Bình thường là như vậy. Bình thường là vậy thì cái người sắp xuất hiện có bình thường hay là không? Mời cùng nhìn về màn bóng. Ôi chết. Rồi tôi biết luôn. Ôi chết rồi. Chị Lê Giang. Trời ơi. Nghệ sĩ hài Lê Giang. Hoặc là nghệ hoặc là nghệ sĩ kìa. Một người phụ nữ trung niên. Phụ nữ đã từng đẻ con ba đứa con. Cái gì vậy? Trời ơi. Sao mà tình khi làm loạn. Làm loạn trên sóng truyền hình. Ai vậy ta? Ai mà táo bạo như vậy? Nữ về bên hài thì mới như thế này được. Nữ hài mà như vậy thì có ai? Có chị Lê Giang nè. Chị có giả thôi. Chị Lê Giang không cao. Có chuyện hơi đô nha. Có chuyện thấy cái bạn tặng vỡ đó. Chị này hơi đô nè. Đô quá. Tóc hay là màu tím. Tóc xoăn hả? Tóc xoăn mà. Phải đeo mắt kính nữa kìa. À. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Chị Hồng Vân đó. À chị Vân bự hơn. Chị bự vậy ta, chị có tập tạ. Có vẻ thô to. Mời chị xuất hiện chị ơi. Trời ơi, ca sĩ Thiên Hương thưa quý vị. Làm anh ra lưng lối này. Anh bị vậy lâu chưa? Trời ơi, giữa phim trường mà anh mặc váy chống nắng là sao? Anh Vương ơi, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Đó, cái đồ quét đẹp gần chết vậy. Trả bộ tóc cho bà nhìn qua. Anh sợ nắng anh đổ nón, đổ tóc giả gì vậy anh? Rồi, đợi chủ nhà về. Ráng anh thiệt. Không đoán được ra anh luôn á. Thiệt. Thưa quý vị, ngày hôm nay đội chủ nhà với phong cách trầm buồn, sâu lắng, trắng đen, trái ngược hoàn toàn với colorful của đội khách ngày hôm nay. Dự đoán là đội mình có khả năng thua cao nghe. Ủa sao vậy anh? Sao vậy anh? Màu đen là màu u tối. Không, nó là màu mạnh mẽ. Màu fashion. Màu huyền bí. Màu sang. Ba cái mặt này chỉ có mình con nhỏ này sang thôi. Còn hai cái mặt này mà sang chỗ nào? Anh trong đó nữa đó, anh đừng không, có nói. Anh là em đứng giữa hai dòng nước. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta trước khi vào trò chơi chính, chúng ta sẽ có một cái game khởi động. Mà muốn thắng hay thua là tùy chúng ta chọn con người. Trời. Và con người đó sẽ theo chúng ta từ đây cho tới cuối chương trình. Người đó có giúp chúng ta mang về nhiều điểm thưởng để chúng ta lấy nhiều quà hay là không, là do con mắt chúng ta chọn. Mỗi bạn sẽ chọn một vị trí.
cần tôi tư vấn không? Không cần, có sẵn trong đầu rồi. Wow. Hoàng Yến chọn ai? Tại sao gọi là tim ngứa mắt? Tại sao ngứa mắt? Tại hồi nãy Lâm Vĩ Dạ kết quốc ngứa mắt quá. À, là chọn Lâm Vĩ Dạ. Đúng rồi. Mời vào, mời về liền đâu. Wow. Dạ, chưa? Anh còn chê em nữa không anh Giang? Cái gì? À, anh có còn chê em nữa không? Bây giờ người mẫu, siêu mẫu người ta phải có một con mắt về fashion rất là giỏi. Đúng vậy, người ta chọn em để thấy người ta đẹp hơn đó. Không phải, là ngứa mắt. Chọn ngứa em để... mắt. Ngứa mắt. Chọn em để làm nền cho người ta đẹp hơn, hiểu không? Không có đâu, anh đừng có nghĩ xấu cho người ta như vậy. Rồi. Đúng không Yến? Không, chị cũng không có tốt lắm. Không, chị cũng không có tốt lắm. Chết chưa? Bây giờ nè, mời Thu Thủy sẽ chọn ai? À, em thấy là còn có hai bạn là em thấy là em rất là thích cái đẹp. Rất là thích cái đẹp. tới đó được rồi làm biết. Em thật sự thích cái đẹp. Thì không cần nói gì nữa, mời về đây. Đẹp nha, nè, đừng nói như vậy. Đừng nói như vậy mà Giang Khoa đẹp. Nếu mà vậy chơi game hành động là có vẻ tim này. Đây, nghe với đẹp người mẫu nói này. Trong người mẫu người ta gọi là đẹp lạ. Lạ chứ bộ. Lạ. Nhưng mà thưa quý vị, một điều đặc biệt là tại sao ngày hôm nay rất nhiều tóc. Thiên Vương, Vương để tóc lại. Ngày xưa là để tóc không có tóc bao nhiêu năm trời. Lý do gì để tóc trở lại? Tại vì anh Tuấn của nhóm Vương cạo đầu rồi. Nên là Vương phải cạo. Phải để lại. Để lại cho nó cân bằng tóc. Đúng rồi. Nghĩa là nhóm ảnh là thay phiên nhau cạo đầu. Thôi được rồi. Về với Mạc Văn Khoa, đời không sáng lắm. Xin mời. Sáng lắm anh. Em chơi toàn sáng thôi. Anh em mình cố gắng nhé. Ok. Anh em cố gắng. Thưa quý vị, phần đầu tiên của chương trình Kỳ Tài Thách Đấu sẽ bắt đầu ngay sau đây. Ba chữ thường xuyên xuất hiện. Wow. 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 Thưa quý vị, trò chơi ngay sau đây có tên là ném bóng vào rổ. Cặp nào nhiều bóng hơn thì cặp đó sẽ có lợi thế trong những trò chơi sau. Lưu ý điều đó nha. Cái trò này là rất đơn giản, ai đã từng chơi rồi. Bóng, banh, bi, ai đã chơi rồi, đúng không? Có ai mà chưa chơi? Thì bây giờ sẽ có hai người chung một đội. Đội cứ nó lên, rồi thảy bóng vào rổ của nhau. 2 phút kết thúc, cặp nào nhiều nhất thắng. Rất khó cho đội Lâm Vĩ Dạ. Tại sao vậy anh? Yến quăng vào nón dạ dễ, dạ quăng lên yến khó. Sao? Mình là thấp tóc thì quăng được mà. Rồi. Đúng rồi. Đội được chơi trước. Teamwork. Đó bây giờ nè. Tu si đi, tu không, si. Bây giờ cặp người ta là cặp nam thần. Nam thần người ta đúng rồi. Xin mời. Hai ngã. Quá đội thấy là thấy thua rồi đấy. Anh sao chưa gì đã nói xui như vậy chứ? Lát anh sẽ nói vì sao anh thua. Nhìn mặt em là thấy niềm tin chiến thắng rồi. Rồi, bây giờ 2 phút dành cho Thiên Vương và Mạc Văn Khoa bắt đầu. Anh nhảy đây. Ném rồi.
hai cái trái nó che mắt. Một đống luôn. Đầy rồi. Nó đầy rồi, nó văng ra ngoài. Lấy giấy tờ qua, lấy giấy tờ cho. Lấy giấy tờ à, thử giấy tờ. Văng tè tè. To cho như luôn anh. To to chứ. Cho. Cho. Rồi, sau 2 phút chúng ta chờ xem cặp đôi này mang về bao nhiêu quả. 1 2 3 4 5 6 7 8 à. 9. Mới có 10 nè, cái này có tay không à. 11 12 13 14 15 16 17 18 18. Bây giờ mình đi về đi mọi người ơi. Thôi đừng quan tâm gì nữa. Thôi bây giờ mình con gái mình nhường 18 con trai là con số rất khó. Bởi vì đàn ông họ hồi xưa có chơi bóng nó dễ, còn mấy bạn phụ nữ đâu có chơi bóng bao giờ nên rất là khó. Cặp đôi tiếp theo sẽ là ai? Cái mình đi. Chơi luôn. Rồi, Hoa Nguyễn và Lâm Vy Dạ. Thưa quý vị, nhìn về lực lượng, lầu 1 quăng lên sân thượng sao quăng? Wow, quá giỏi. Và 2 phút dành cho cặp đôi trái ngang bắt đầu. Nha, chậm mà chắc nha. Quăng đi. Trời ơi. Gì mà bự quá vậy nè. Lúc nào cũng ham to hết à. Hạ xuống nè.
già mới dễ thích trong đời luôn. Giống Sơn Đông mãi võ quá ha. Hay hay hoài luôn. Liễu Hoàng hay á, Liễu Hoàng hay á. Dễ dễ vô lắm. À, quá. Dạ. Đúng rồi, chân thường quăng xuống trệt dễ hơn là trệt quăng lên lầu. Lỡ dạ hết. Hấp xuống, hấp xuống. Ê sao tự nhiên nhìn giả thấy cưng vậy? Dạ giống như mèo qua cục thịt mỡ ha. Ôi dạ ơi, thấy ôi dạ ơi, thấy chấp cái mũ xuống, chấp cái mũ xuống, chấp cái mũ xuống cao quá rồi đấy. Rồi quăng ngược lại nha, không được quăng một phía nha. Quăng ngược lại kìa, đây 15 giây kìa. Chị ơi, chị thắp xuống. Dạ đúng rồi chị. Hai 10 Hai 9 8 7 hay 6 hay 5 hay 4 3 2 1 rồi qua đây. Từ đầu là người ta phải xiết cho cái dây này nó chặt giống như Yến gì đó. Dạ không biết đâu, nhào vô là quăng. Yến thông mình, nhào vô xiết phạp chặt luôn, sẽ không thở được luôn đó. Đây muốn chết luôn nè. 1 2 3 4 nè 12 13 14. Thiên Vương lại được mấy quả? 18. Như vậy là vẫn thua Thiên Vương 4 quả. Lấy được chấp mà. Mời đội tiếp theo. Chỉ cần đội của mình vượt qua được đội của Võ Hoàng Yến là đứng vị trí thứ nhì rồi. Không cần phải vượt của đội Thiên Vương. 2 phút bắt đầu. Tôi rớt thầm lưng đi. Hay quá. Mạnh lên, mạnh lên. Chị đứng ở đó nha chị. Hay quá. Hay quá. Trời ơi con bé không dữ. Hát hay ăn giỏi mà còn chơi giỏi nữa. Đó chị, đó chị kìa chị. Mày lớn. Lớn. Cái gì vậy nhỏ sao lên? Mạnh lên chị. Trời ơi, giỏi giỏi vậy. Mạnh lên bà ơi. Để cái này đi. Chổi vô. Đây. Hai người đứng sáng nhau ném luôn đi. Trời hay quá vậy. Mạnh lên không dễ ý gì. Đó, Harry để thông minh nữa. Hay quá. Hay quá. Trời ơi. Rồi chị ơi, chị đi. Ném cao lên. Oh. Wow. Trời ơi, ghê vậy. Ráng ráng bà con ơi. Yeah. Yeah. Trời trời xin một cặp rồi. Trời ơi. Thôi chết rồi. Đang mang cục trái quá. Trời ơi. Nó lấy là Tấn Thành là lộn, phải lấy Thu Thủy mới đúng nè. Nó lấy là Tấn Thành là lộn. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, Harry ơi. Trời ơi. Trời ơi.
chơi bóng hay lắm hay sao trời? Ôi, có khiếu chơi bóng quá. Chắc bà ấy đây. Một rổ. Trời, sao né hoài vậy? Nè, 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 hết rồi. Rồi, chị chơi đi. Không nhỏ đâu. Nhỏ đi, lấy cái nhỏ đi. Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Hết giờ, hết giờ. Wow, qua đây. Đóng rồi. Thưa quý vị, kinh khủng khiếp. Hai bé chơi giỏi. Gặp bóng là chơi, gặp bóng là chơi. Một, hai, ba, bốn. Hiện tại là bằng 3 rồi. Hơn nè, Võ Hoàng Ý. Mười sáu, mười bảy, mười tám là bằng Thiên Vương. Thiên Vương 19, 20, 21, 22. Ghê không? Và thưa quý vị, như vậy là ở trò chơi khởi động này, Harry Won và Thu Thủy xuất sắc. Tất cả những màn về sau ưu tiên thuộc về hai cô gái xinh đẹp. Ôi chị ơi, nhưng mà em phải gửi lời cảm ơn hai đội. Hai đội phải cầm cái bóng, trái bóng cho tụi em. Trời ơi, hình như mày ưa sao á, toàn tự bắt bóng không à. Mà chị quá thất vọng về em đó. Ủa, bắt đầu em đâu có kêu trộm em đâu. Rồi bây giờ anh thấy cái đội của em, cái chiều cao nó không tương xứng, làm sao mà chơi. Chị cũng hạ thức em chơi rồi mà. Em ngộ vậy không? Chị quá thất vọng về em. Thất vọng nhất là hai chàng trai này để Harry Won vượt qua. Bình thường thôi. Không lẽ mình là hai, tụi em hai anh em, hai đàn ông mà để ưu tiên từ đầu tới cuối chương trình sao được, đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ em cố né bóng đấy. Đàn nào phải nhường. Cố né. Em thấy cái nét mặt em đưa bóng cho chị Harry Won lúc hỗ trợ gì, nét mặt đầy khao khát và chị ơi thắng em đi, thắng em đi. Thưa quý vị, sau đây sẽ là đoạn tiếp theo của kỳ tài thách đấu. Wow, wow, wow. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình kỳ tài thách đấu. Wow, wow, wow. Thưa quý vị, sau đây là phần nhiều người chờ đợi, đó là phần tài năng. Ở trong chương trình này có nhiều tài năng hay lắm. Ngày hôm nay sẽ có một tài năng xuất hiện mà độ mạo hiểm là rất cao. Cũng mong quý vị khi xem tiết mục này không được làm theo dù chỉ là thử, bởi vì những người làm ở đây là những người chuyên nghiệp. Và hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt để chào đón tài năng của chúng ta hôm nay. Thank you.
này nó giống như trong phim mà mình đeo cái sợi dây trên lưng để mình bay lên á. Ừ, đó mà không có đạo cụ. Này không có dây, không có gì hết trơn. Bảo hiểm quá dữ dội. Đẹp quá luôn á anh. Em cảm thấy giống như là một bầu trời đen tối mà có mặt trăng tròn. Đúng rồi. Cô ấy múa trên đó rất là đẹp. Mà bé này cũng lì ha. Bay nhảy trên đó mà ông ở dưới thì cũng lì dữ nữa. Chịu hết tất cả các lực và phối hợp nhịp nhàng, ba người phối hợp nhịp nhàng với nhau. Anh em mình tập này lâu chưa? Mình mới tập tiết mục này. Nhưng mà cái nghề á, nghề mình làm được 4 năm rồi. 4 năm rồi, còn cái tiết mục này là mới tập luôn. Rồi anh tên là gì? Mình tên là Thắng. Thắng, bé tên là gì? Mình tên là Hoàng Phương ạ. Hoàng Phương và Thắng kết hợp tiết mục này. Tiết mục này tên là gì? Đế vòng. Đế vòng, à tức là cái vòng này xong. Cái đế là cái chỗ mình để lên trán. Sau đó là mình có một người bay nhảy trên đó. À, cái này là thuộc bộ môn gì? Xiếc đế vòng. Tên chính xác là xiếc đế vòng. À, thưa các anh chị, các bạn thân mến, phải tập thì mới làm được. Đương nhiên anh, trời ơi. Nhưng cũng có những người sinh ra là trời cho cái điều đó rồi. Ồ, hả? Có ai? Ở đâu ra? Ví dụ như anh Hoài Linh, anh sinh ra là anh biết hài rồi. Anh nói xiếc mà. Xiếc là có bằng văn khoa. Xiếc là có bằng văn khoa. Mà con khoa, hay đây. Đây chúng ta lưu ở bên này. Em có thể cầm bên này để lên nhưng đừng cho chị Dạ leo lên. Đúng rồi, em để lên thôi. Bây giờ mình phục vụ cho bà Trung Khoa để lên nha. Ờ hay, thế là tại sao không cho chị Dạ leo lên? Khoa nó bảo là chị leo lên thì không vấn đề, không phải nặng. Nhưng mà hôm nay chị mặc váy. Ồ. Chứ người ta cũng mặc váy thì chị mặc váy thì chị mới leo lên có gì đâu. Rồi, 1, 2, 3, lên. Rồi. Nặng lắm anh ạ. Nặng lắm. Bây giờ em leo lên Khoa, em leo lên đây Khoa nhá, Khoa ngước lên nhìn chị nhá. Chị đi ra đi, chị ở đằng trước em nắng. Vương. Phụ Vương. Trời ơi, nặng quá. Nặng nhớ trời. Nặng lắm, nặng lắm. Nặng lắm. Em thắp xuống, em thắp người xuống. Ngửa cái, ngửa chán lên, ngửa cầm lên. Hai tay Vương. Ngửa cầm lên. Ôi. Ngửa ra. Ngửa ra nữa, ngửa ra nữa, ngửa ra nữa. Ngửa ra nữa. Ngửa ra nữa, ngửa ra. Ôi trời ơi. Ừ, vậy nè. Bây giờ anh góp ý nè, mình ngậm cái này luôn cho dễ diễn. Thôi cái trời, bỏ xuống đi. Quá nguy hiểm. Nặng lắm. Thưa các anh chị và các bạn thân mến, mình mới chỉ cầm lên thôi mình đã thấy nặng và không giữ thăng bằng được, mà người ta đưa lên trán mà có một người đu trên đó thì có phải là tập cực khổ lắm không? Khủng khiếp. Nhưng chưa là gì hết. Ủa cái này mà chưa là gì là sao anh? Bây giờ anh ấy sẽ để cô ấy đu lên trên vòng, sau đó nuốt cái vòng. Nói chơi thôi. Thì ra cái bụng bự này là do nuốt cái vòng đó. Nói chơi thôi chứ. Bây giờ mình sẽ biểu diễn một tiết mục. Mình hãy nói sơ về tiết mục đó. Mình sẽ cho các bạn đoán là mình quay, mình để cái vòng trên trán em mới đu trên một cái vòng còn nữa. Rồi, hiểu luôn. Tức là bây giờ Thắng sẽ để cái vòng lên trên đây, sau đó thêm một cái vòng ở trên đó nữa, và bé sẽ đu lên đó nữa và tạo đà và bắt đầu xoay cái vòng trên trán của Thắng. Wow. Thì đố các bạn, một lần đưa lên thì anh ấy xoay được mấy vòng? Ây da. Ủa trong vòng bao nhiêu phút anh? Sai số, tính theo số vòng anh ấy xoay được. Và bây giờ đợi Khoa nghĩ là con số bao nhiêu. Vòng này là một vòng liên quan tới con số. Anh học toán giỏi không? Không. Không. Có em đây. Em học văn tốt lắm. Thì đó, anh tưởng tượng đi, một cái vòng ở trên cái vòng xoay một con người trên đó được bao nhiêu vòng? Anh nghĩ là khoảng cỡ 15 vòng. 15 vòng hả? Anh coi kìa. Cái kiểu vậy đúng không? Trời ơi, cái gì vậy? Cái mệt quá tụi mình. Rồi, chốt là bao nhiêu vòng? 15 vòng ạ. 15. Thú sĩ hai đi hơn. Chị thì nghĩ sao chị? Bình thường là đúng là những cái con số mà em sẽ đưa ra là em thấy cũng gần á. Vậy em nói thử coi. Em thì em nghĩ là bây giờ là xoay đúng một lần mà xoay được như vậy thì nó khó chứ không phải dễ. Hết cái đà là hết xoay. Anh ấy sẽ tạo đà 3 lần đánh tay, ví dụ như 1, 2, 3. Là mấy lần lên tay tay lần á hả? Một lần là 5 không? 3 lần 15. Thì em cũng nghĩ là có thể là 20. 20. Cảm ơn. Mình theo chị là bao nhiêu? 10-12 gì thôi. 10-12 gì thôi. Chỉ là 10 hay là 12? 12-12-11. Có gì nữa? Không, em nghĩ là vậy nè. Nỗ lực nặng lắm này. Nặng lắm đó. 10 cái là đã quá. Bao nhiêu? Nặng mới có độ đầm đó. Nặng lắm. Nặng mới có độ đầm. 5 à? Cái gì 5? 5 ít quá hả? 5 quá ít đó bà. Vậy 9 hay sao? 14 đi. 14 nhiều nha. Rồi, 14. Cái gì vậy? Chưa hả? Trời ơi, chưa.
14 nhiều lắm. Giờ là 1, là 12, là 9, hoặc là 12. Rồi 35, rồi sao? Cái gì vậy? Lâu quá. Bây giờ chị chốt đi. Chị chốt đi, bây giờ là nhiêu? 18 không? 18 nhiều quá. 18 nhiều lắm chị. Rồi quy định 18 xong. Cái gì vậy? 18, 15, 20. Thưa quý vị, đội Hồng Yến chốt là 18, Thiên Vương 15 và đội Harry Won là 20. Cái gì vậy? Vỗ tay cho tiết mục ngay bây giờ. Quý vị thân mến, đây là những người chuyên nghiệp, mong quý vị không thử tại nhà dưới mọi hình thức. Tiết mục xin phép bắt đầu. Vừa rồi ai cũng tập trung theo dõi nên không ai đếm được số vòng, nhưng ban tổ chức của chúng tôi có cử ra 18 người để đếm số vòng. Cái vòng này không là nặng bao nhiêu, cái vòng trên kia là nặng bao nhiêu, cô gái này nặng bao nhiêu, và cái xương sống của người chịu được bao nhiêu sức nặng gì đó, và cái độ thăng bằng là bao nhiêu. Dễ gì mà cỡ chúng ta mà xoay được nửa vòng. Xách lên còn không nổi nữa, nói gì nửa vòng. Xách lên còn không nổi nữa mà. Thưa quý vị, điều kiện sàn đấu, con người, sức khỏe, sự phối hợp và cân nặng, mọi thứ sẽ tác động lên, mỗi ngày sẽ khác nhau, đúng không? Không thể nào mà hôm nay là 5 cái, ngày mai cũng 5 cái được. Khác nhau hoàn toàn về tất cả mọi thứ. Rất là nặng. Thực sự là hồi nãy mình cầm mình đã thấy rồi. Và con số họ đã xoay được là 7 vòng. 7 vòng đội gần nhất 15 vòng dự đoán là Thiên Vương và Mạng Văn Khoa mang về 2 điểm thưởng. No, no, wait. Không đồng tình, không phục cái nào hết. Chị qua nói chuyện đi chị. Bây giờ hồi nãy là em với nhỏ nhỏ em là quyết định con số, anh tôi đang nhảy ngang vô anh quyết định chốt 18 là sao? 18 mang về 1 điểm thưởng, xin cảm ơn. Mình hãy giữ hình tượng. Không sao, hình tượng còn như nó mà giữ. Còn như nó mà giữ. Một điểm thưởng nha các bạn. Và Hà Ly không có điểm thưởng nha. Đây, chúng ta nhìn lại cặp đôi. Mời bạn Nam, bạn Thắng bước vào đây. Thưa quý vị, và ngày hôm nay đã đến đây với chương trình là một điều rất đáng quý. Chúng ta trân trọng, phổ tay thật nhiều. Cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn sẽ ngày càng sức khỏe và thành công. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là phần tiếp theo. Một cái phần mà nhiều người chờ đợi. Đó chỉ là một cái tiểu phẩm nho nhỏ, dễ thương gửi đến cho quý vị. Mong quý vị yêu thương và theo dõi chương trình Kỳ Tài Thách Đấu.
bấm cái cửa bấm con xong nữa. Bấm lại đi. 2, 3, 4. Rồi xong một ngàn vô. Vô. Mình làm gì không có gạo với nước mắm ăn hay gì? Giác từ dưới quê lên. Mình chồng mình làm nó ngon ông. Bớt lại đi ông ơi. Già sắp chết rồi quýnh má hồng cái mỏ kìa. Ông kỳ quá à. Cái này người ta gọi là trending. Trending là gì? Là xu hướng. Xu hướng hả? Xu hướng là phải đánh má hồng ẩn ẩn lên vậy nè. Ở đâu vậy? Tôi mua ở ngoài chợ 10 ngàn. 10 ngàn hả? Trà sao giống vậy coi coi. Ủa mà công nhận đồ giả vợ làm đẹp ha. Tháo coi. Tháo gì của tôi mà em kỳ quá. Ôi, 10 ngàn để đó. 10 ngàn đeo chi tháo dục cho rồi. Ông cứ chọc tôi hoài à. Đeo băng học tròn. Ăn cướp mà đâu có biết đồ giả. Nó vỗ chặt cái tay sao. Thôi để tôi xoay vô trong nè. Được chưa? Nhà của ông Yến này hả? Ừ. Bà dắt tôi lên này chị. Tôi đã coi như nó chết rồi. Thôi mà. Lên thăm con nó lâu rồi. Tôi chưa có gặp. Nó không về thăm tôi bắn bơ. Tôi lên tôi thăm nó. Bất hiếu. Ông già rồi. Ông khó tính quá. Ông sắp chết rồi. Tôi xin lỗi. Tôi cũng nghi lắm. Thôi mà, tôi xin lỗi. Bà chờ tôi chết để bà ăn mặc vậy đúng không? Mệt quá, bớt khó tính lại đi. Nè, lâu rồi nó không về. Làm sao bà biết chỗ, bà biết cái cách mở ổ khóa mà bà vô nhà nó vậy? Thì nó gửi mã số cho tôi. Cái gì mà pass á. Nhìn con người ta thành đạt. Con mình vừa bước ra đầu ngõ. Nhục cắm cái đầu xuống nhìn cái đường mà đi. Thì nó có làm gì đâu, nó vẫn đẹp mà. Con hư là tại mẹ, là điều ông bà nói từ ngàn xưa tới giờ là không bao giờ sai. Thôi mà ông, dù gì nó cũng là con của mình mà ông ơi. Tôi đẻ ra được thì tôi nhét vô được. Ông nhét đi. Nè, mệt quá suốt ngày cứ đẻ ra được nhét đẻ đâu. Bớt dặn dẹ tôi lại nghe. Thôi mà, tôi nhớ con lắm. Ông đừng có nằng dằn dặt suốt từ nãy đến giờ rồi. Đi xuống coi con có gì nấu ăn. Đi từ sáng tới giờ không ăn trong bụng đói meo. Rồi, đợi tôi tí xíu. Cái gì cũng cãi, chán thiệt. Ôi trời ơi, trộm. Gọi điện báo công an nhanh. Không có điện thoại. Không có điện thoại, tôi cũng không có. Gọi báo công an, ông lại trộm nhanh. Mày bị điên hả? Có thằng ăn trộm mà tự gọi báo công an mày. Mày là ai? Chủ nhà. Yến kêu đúng không? Quen Yến đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, làm hết hồn à. Ai sao? Ô xin thì nhận đại ô xin, nói cho nó nhanh đi. Nó ra kia, ngồi ra kia. Xin vào đây làm giúp việc, ô xin mà thấy chủ về mà ngồi đấy hả? Đứng lên. Ông lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà tôi là chủ, ông là giúp việc. Mới làm ngày đầu mà đã muốn đuổi rồi. Rót nước đây. Lau nhà đi. Ô, những công việc là công việc của ô xin mà sao mặt hốt hoảng vậy? À thôi, ra đấm lưng. Nhanh lên. Làm này lâu chưa? Mới bữa ngỡ là đúng rồi. Đó, cứ tự nhiên nhà đây thì cứ chịu khó. Lương. Ui ta. Đã. Mắt xa kiểu vặn cổ thế. Thôi được rồi. Nói chuyện chơi. À, giao lưu học hỏi hả? Ngày đầu đúng không? À. Thôi được rồi, thế thì nói chuyện cho nó thân thiết. Ngồi đi. Ngồi dưới đất. Rồi sao? Nói chuyện gì? Yến đâu? Chắc đi làm. Với Yến sao? Người yêu, yêu nhau. Nhà này mua cho Yến nè. Rồi mấy bữa thấy Yến cũng làm việc vất vả, thôi nói là kiếm người giúp việc đó. Bữa nay chắc liên hệ ông đúng không? Nét. Hả? Cái gì đấy? À, xuống bếp nấu cơm hả? Cái đấy, trời ơi. Trời ông ơi, trời ơi. Cái gì đấy? Ai? Trong tủ. Ủa, bác gái.
Ôi, đại con, đại con, trời ơi, sao bác lên đây mà bác không nói cho con biết là sao? Con đây. Trời ơi, lên thăm Yến mà sao bác lại không nói cho con biết? Con là bạn của Yến hả? Bạn nào? Con bạn trai Yến nè. Mấy bữa gọi video call cho bác rồi đấy. Sao khơi tới đợt có tóc, đợt trước chọc lóc. Trước mà chọc thì bây giờ nó dài ra là bình thường mà. Dạ bác ngồi đi. Ngồi đi. Bác lên đây lâu chưa? Bác mới lên con. Bác lên nói con kêu tài xế xuống. Ăn cơm, ăn cơm. Ăn cơm. Ủa cơm để bác nấu đi ra thằng. Việc mà sao lại ngồi ăn cơm là sao? Xuống bếp ăn nhanh. Đâu? Cái gì bác? Ăn đi ăn đi. Này. Một lần nữa tôi nhắc lại nha. Ông làm giúp việc. Ôi. Chị ăn cơm đi chị. Em xuống bếp ăn cám. Ủa là sao? Ủa? Không hiểu gì chưa vậy? Yến thuê về để làm đỡ công việc nhà ấy mà. Không phải đâu. Dạ? Bác này... Bác... Bác này giúp việc mà. Bác này là... Ba của Yến. Con xin dùng hai đầu gối cứng rắn của mình quỳ xuống, ngửa mặt lên xin lỗi bác ạ. Thôi được rồi. Thật sự con thôi. Không nghĩ bác là giúp con không tại nghĩ. Con không biết mà. Dạ chứ. Quỳ đó đi, quỳ đó. Ăn cơm. Ăn cơm. À, bác ơi, tại con. Người lớn ăn cơm bớt nói chuyện. Ăn có ngon không quá. Đang ăn cơm nói chuyện ồn nhức đầu. Cho nó mà thôi mà tha thứ cho nó cho. Nè con ăn cái đùi con. Dạ thôi ạ, người lớn ăn không được phép ạ. Ăn cái đùi nghe. Nè, đùi tao mày ăn không? Đùi tao. Bác con tao biết là mày chưa thấy mặt tao, tại vì con Yến nó không nói chuyện với tao. Dạ. Từ ngày nó bỏ nhà ra đi là tao từ mặt nó. Ngày hôm nay bà nói tao là lên thăm nó gì đó bệnh nó nãy kia. Cái tướng tao cũng ngon mà sao mày cứ đưa tao vô ô xin hoài mày. Yến cao còn bác thấp quá. Nó cao là thật do hồi xưa nó uống sữa dôi. Ông này thiệt. Mày đừng hỏi. Dạ thật sự là bác vào đột ngột quá. Với lại mặc bộ đồ bà ba này thì con cứ nghĩ như vậy thôi chứ thật sự. Ủa mày quy định bà ba là ở đợ hả mày? Không phải, ý là bác mặc đồ nó ấy đấy, con mới nghĩ như vậy thôi chứ thật sự là cái mặt bác nó sang lắm, không thể làm giúp việc được. Chắc mày sang à, chắc mặt mày sang à. Con là đại gia mạc. Nghe từ mạc là cũng vui lắm con. Đại gia mà mạc là chắc biết mày ăn gì rồi đó. Tại con họ mạc. Mạc gì? Mạc. Cái tên gì mà mạc. Mạc mà ba cái mạc là mệt lắm nha con. Cậu biết gì về quá khứ của nó? Ôi bác hỏi buồn cười. Tụi con yêu nhau mấy năm nay rồi mà tại sao không biết Yến được? Thậm chí là con biết Yến còn nhiều hơn bác ạ. Mày gan quá. À không, ý là con trai là... À không, con gái ta mà mày biết hết hả? Ý là con hiểu nhau, cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ. Đứng lên. Ngủ riêng. Đứng lên. Đứng lên kìa. Bây giờ tôi thông báo cho nó điều bí mật luôn. Thôi cái gì? Bí mật gì hả bác? Con Yến không phải như cậu nghĩ. Sao lại không phải như con nghĩ là sao ạ? Con gái tôi là con gái đúng không? Không hề. Ôi bác ơi, cái chuyện trinh tiết đấy quan trọng gì đâu bác. Thời buổi nào bây giờ mà còn quan trọng trinh tiết, thương nhau phải hiểu nhau. Chắc gì ngày xưa bác lấy bác gái đã còn trinh tiết. Cái gì này? Không phải. Con xin lỗi bác, nhưng mà... Thôi được rồi, tôi xin báo cậu thêm một bí mật. Nữa hả? Thôi, nó đã không biết rồi, ông... Nó không phải là người phụ nữ bình thường. Và hiện tại, nó không thể có con. Ủa chuyện đó đâu có quan trọng đâu bác. Con là đại gia mà. Không có con sẽ cho qua nước ngoài thụ tinh nhân tạo. Đúng rồi, thụ tinh nhân tạo được mà ông. Sau khi mày thụ tinh nhân tạo là mày phải để vào trong cơ thể người phụ nữ lại. Nhưng con tao nó không giống như bình thường. Nó không thế nào. Rồi sau đó ê. Khổ con gái tôi. Bà thấy chưa? Bà sáng mắt chưa? Con sẽ kết hôn với Yến rồi nhờ người đẻ hộ bác ạ. Hai đứa yêu nhau, thương nhau, cùng chung một mái nhà hạnh phúc là được rồi. Con cái mày chuyện... có hiểu tao nãy giờ tao nói gì không? Hiểu là hiểu thế nào? Được rồi, tao ngồi tao chờ nó về. Tao chờ nó về rồi ba mặt một lời.
ba má. Trời ơi nhớ con quá. Ba sao ba đông má? Đông đông đủ á. Hai bác lên mà anh cũng không biết luôn. Chào ba đi con. Con thưa ba. Tao phải là ba của mày. Mẹ thấy chưa? Thôi con nhẹ nhàng. Có bao giờ ba chấp nhận con đâu. Con nói mẹ làm ơn mẹ. Có gì mẹ nhắn con một tiếng. Nó không phải là con của tôi. Ủa vậy bác gái ngoại tình hả? Ba đợi mày. Cái gì vậy anh? Trời ơi cái gì vậy? Thì tao nhìn quá rồi đó. Mày có hiểu gì tao nói không? Con hiểu mà, nhưng mà cái chuyện bác gái ngoại tình có liên quan đến tới chuyện con với Yến đâu. Tao không coi đó là con của tao. Nhưng mà tại sao vậy Yến? Mày đứng ở đây. Mày nhìn thẳng vào mặt nó, mày trả lời cho tao biết. Mày đã giấu nó điều ba, gì? Đừng mà, ba. Tao không bao giờ. Thôi ông. Xin ba mà. Mặt mũi gia đình ở đâu? Nó không phải như bây giờ mày nghĩ đâu. Ba. Là bác bắt tôi làm sao? Trời ơi, em. Mày kéo tấm màn ra đi. Mày kéo tấm màn ra, mày tự coi đi. Cái thằng ba xuống mày ba chữ mặt kìa. Trời ơi, đi. Tại sao bác lại quan trọng cái chuyện tóc tai như vậy? Tóc nó dài hay nó ngắn này có quan trọng cái gì đâu. Nhưng quan trọng bây giờ là Yến tóc đã dài ra và không còn cận nữa. Còn nếu bác thích Yến để đầu chọc, con có thể dẫn Yến đi cạo được mà. Anh ơi, anh tuyệt vời. Tao lại mày luôn á. Lại. Trời đất ơi. Anh tuyệt vời quá, nhưng... Anh tuyệt vời quá. Không nhưng gì hết, em đứng ra đây, em ra đây. Bác à, bây đây giờ là người yêu của con. Rồi, tụi con sẽ làm đám cưới trong thời gian tới. Rồi sao nữa? Tụi con sẽ hạnh phúc, tụi con sẽ đẻ con. Nếu không được á, tụi con nhận con nuôi. Cái chuyện nó cả thế giới này ai làm cũng được. Nhưng ba... đừng bao giờ ba... mày, Yến à, mày yêu nó thì mày nói cho nó biết chứ. Ba ơi, anh là cái cuộc đời của con đó. Mày tính giấu nó tới bao giờ? Đến ngày nó biết ra thì chẳng phải là tan vỡ hay là không. Lúc đó ai là người đau đớn chỉ có mày thôi. Mày nhìn đi, mày nhìn kỹ mặt nó một lần nữa. Nó có giống con gái không? Nó giống con gái không? Giống bác. Có chuyện gì vậy Yến ơi? Con đã cầu xin ba làm ơn đừng, đừng có làm điều này bởi vì... Trước sau gì nó cũng phải biết. Anh... có chuyện gì đúng không? Anh yêu em bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi. 3 năm qua anh cảm thấy em là người như thế nào? Em là một cô gái tốt. Ba có giận cái gì thì anh sẽ giải quyết hết được mà. Không phải lo lắng dù gì hết. Có nhưng... chuyện gì xảy ra anh cũng không bỏ em đúng không? Không. Được. Anh nhìn kỹ đi. Đây là em đó. Em không muốn giấu anh nữa. Em cũng không muốn làm cho ba mẹ em phải khó xử đi mà. Em đã giấu anh một bí mật này suốt 3 năm qua. Em không phải là người phụ nữ bình thường. Em là một người chuyển giới. Ba vừa lòng chưa? Tao không vừa lòng. Nhưng tao muốn mày phải nói ra cho nó biết. Mày giấu được bao giờ? Giấu đến ngày nào? Em giấu anh bởi vì em quá yêu anh mà thôi. Em sợ khi anh biết chuyện này anh sẽ không chấp nhận được rồi anh sẽ bỏ em. Đó là điều chắc chắn. Những thằng đàn ông như thế này làm sao chấp nhận được mày? Không ai gia trưởng như ba đâu. Con sinh ra đâu có được quyền lựa chọn giới tính cho mình. Con biết trách ai? Con biết trách ba hả? Con đâu có dám trách ba, con đâu có dám trách mẹ. Con không được sống đúng với con người của con. Hình hài là một người con trai, nhưng tâm hồn của con thì sao? Ai hiểu điều đó? Mẹ hiểu. Ba thì sao? Ba lúc nào cũng chỉ sĩ diện. Lúc nào ba cũng nghĩ là mặt mũi phải có con trai nối dõi. Nhưng con trai, sống không ra con trai thì sống làm gì hả ba? Nhưng mà bây giờ con sống như vậy, con lừa dối người ta như vậy để được cái gì? Con yêu anh ấy bằng cả trái tim mà. Vậy tại sao em không nói cho anh biết? Mày nghe chưa? Tại sao em giấu anh? Em
sợ mất anh. Em không đủ can đảm mới nói ra điều này. Em xin lỗi anh, em sai rồi. Nhưng mà hôm nay anh đã biết rồi. Ngày hôm nay em nói ra hết rồi thì em cũng không còn bất cứ bí mật gì với anh nữa. Anh chấp nhận em hay không thì em cũng xin đồng ý quyết định của anh. Còn ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con. Nhưng mà được trở thành người con gái mà con không hối hận vì điều đó. Con chưa bao giờ làm một điều gì xấu hổ với lương tâm của mình hết. Ba hiểu không ba? Tại sao ba nỡ lòng nào ba từ con như vậy? Bây giờ anh ra đây ngồi. Em cứ ra đây ngồi đi. Bác à, chuyện thì cũng xảy ra rồi. Tôi cũng đã hiểu câu chuyện rồi. Hai vợ chồng tôi sẽ về, cũng chả ai làm phiền tới cậu nữa. Dạ, vậy có gì hai bác về. Rồi bà thấy chưa, khi nào con báo ngày á thì hai bác lên dự đám cưới của tụi con. Cái chuyện em là con trai anh biết cách đây 3 năm rồi. Trời ơi, chưa, tôi nói mà. Anh nói gì giỡn hay nói chơi vậy? Mặt anh đang giống nói chơi hả? Mà anh lúc nào không hề hước. Ngày đấy 3 năm về trước. Dạ. Con có gặp Yến ở bên Thái. Ủa? Em không nhớ được đâu. Đó chính là lần đầu tiên anh gặp em. Là con chuyện gì? Con đi tắm trắng. Trời đất, da con không chắc tắm hoài trắng nổi đâu con. Anh gặp em ở bệnh viện, em có nhớ không? Em hay gặp anh đi tắm trắng thì không biết anh đen như vậy. Làm sao anh trắng nổi mà đi tắm trắng? Thì đó, câu đó, khi anh qua Thái, anh gặp em nói anh câu đó đó. Em nói thiệt lòng mà. Anh đừng có nhuộm phí da đó. Thì đúng chính câu nói đó đã làm anh ấn tượng. Trời ơi, câu đó ai gặp nó cũng có thể nói được. Mà em nói con gái tôi nói anh đã làm ấn tượng. Nhưng còn... nói ở bên Thái nó khác bác. Rồi sao nữa? Hơn một năm sau con gặp được Yến. Cậu say nắng, rồi cậu đi kiếm. Rồi cậu quen Yến mấy năm rồi? 3 năm rồi bác. Bà nội cha mày, mày quen con gái tao 3 năm mày không hề đả động tới ba má nó một tiếng. Không phải, con có xin Yến về nhà nhưng mà Yến không có cho. Con gặp được gặp bác gái à, nói là bác trai tính tình kỳ lắm. Dù gì thì khi mà hai bác lên ở đây, thứ nhất là Yến nói được ra cái này con cũng rất là vui. Và con sẽ tổ chức đám cưới với Yến con... Ai cho? Ba, trời ơi ông. Bây con giờ sẽ... thời buổi hiện đại rồi ba... Người ta yêu nhau đâu phải vì giới tính đâu. Người nếu ta mà yêu bác... nhau bằng trái hai trái tim đúng không con? Dạ, bác không cho thì tụi con vẫn tổ chức ạ. Bác không đi thì tụi con vẫn mời. Người đàn ông đích thực của con là đây. Mặc dù nhìn không men lắm tại dù gì bác cũng từ Yến rồi mà. Thì... Anh ơi đừng, anh hơi lố rồi ba má em. Thích thằng rể này rồi nha. Tại con nghĩ tới đám cưới con vui nồi hộp quá. Thôi bây giờ vậy, đẻ nó ra rồi giờ bỏ nó ai mà nỡ. Nhưng mà vì sĩ diện nó lớn quá bà hiểu không? Suốt ngày rượu chè rồi nghe người ta nói vô nói ra nhục rồi điên khùng lên đó. Chứ tôi mà không tha thứ thì làm sao tôi chịu lên đây với bà? Tôi hiểu mà. Tôi không tha thứ thì làm sao tôi ngồi tôi nói chuyện trắng đen phải lẽ cho nó nghe để nó phải lời với người ta. Ba chịu ba con từ con đúng không ba? Cái gì cái mình sống phải là được. Nhưng mà phải hứa yêu đương chân thành. Sống phải thì mọi người yêu thương. Còn sống trái dù giới tính nào thì cũng bị xã hội xa lánh thôi. Ba, thưa quý vị, là một cái tiểu phẩm nhỏ nhỏ cũng nhẹ nhàng, cũng xúc động, cũng vui cười. Chúng tôi thành thật xin lỗi ca sĩ Thiên Vương vì đã sử dụng hình ảnh của anh mà chưa xin phép. Cái này là chúng tôi ghép từ mặt Võ Hoàng Yến và ca sĩ Thiên Vương phiên bản Yến Dương. Yến Dương rồi ở dưới là có Lâm Vĩ Dạ, có Thiên Vương và có Hardy Won ngồi coi thấy tình hình sao. Em thật sự rất là ấn tượng về đại gia Khoa. Đại gia Mạc. Đại gia Mạc rất là ấn tượng. Chưa bao giờ thấy một người nào mà ngây thơ như vậy. Nhưng mà mọi người ngồi coi khi ông già giải thích ra thì mọi người hiểu không? Hiểu. Lần một, lần hai, lần ba phải hiểu chứ ha? Dạ hiểu. Lần nào cũng không hiểu. Ô bác ơi, không có tóc thì đâu có vấn đề gì. Nhưng mà cái đó mới là cái tình tiết hài mà tụi em rất là thú vị ông Khoa. Không, với thật sự dạ. Nhân vật này biết Yến là không phải con gái rồi cho nên là cố tình chọc ghẹo ông già bà già này thôi. Đó, Vương thấy sao? Thì nó mang tính chất là rất là văn minh và rất là nhân văn nữa.
Thì cái này là cái mà như ai cũng muốn có một cái kết rất là đẹp như vậy. Giới tính không có xấu, chỉ có con người làm cho cái giới tính nó xấu đi thôi. Quan trọng sống tốt, mang lại cái lợi ích cho xã hội, cho gia đình, cho những người xung quanh yêu mến mình, vậy là đủ rồi. Thông điệp nhỏ nhoi gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ anh chị em nghệ sĩ chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thưa quý vị, bây giờ sẽ tới trò chơi thiên về tinh bột. Mời quý vị đón xem trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow. Thưa quý vị cùng chúng tôi đang trở lại chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Và bây giờ thưa quý vị, tất cả đã thay đổi về ngoại hình, về đầu tóc. Để làm gì? Để phục vụ cho quý vị khán giả. Phục vụ cho quý vị khán giả đó. Họ không muốn xấu đâu, nhưng họ muốn làm hài lòng quý vị. Nhưng nhìn vẫn chưa hài lòng lắm. Họ làm như vậy để phục vụ cho trò chơi ngay sau đây. Trò chơi này thử thách lòng kiên nhẫn của từng đội. Ví dụ, Hardy Won sẽ ngồi vào đây. Em ngồi đây. Ngồi, ví dụ, ngồi xuống. Xếp bàn lại. Thưa quý vị, nhìn thẳng vào ống kính. Không còn là con người nữa rồi. Người chung đội của họ là Thu Thủy đứng vào đây. Hai tay sẽ được buộc bởi sợi dây vào mỗi cánh tay. Và bên đây sẽ đeo cái này vào cái eo của mình. Nối vào cái eo của mình. Hiệu lệnh bắt đầu. Dùng hai cái tay cầm hai cái ca múc bột. Harry em ơi, cầm cái này để lên đầu. Đúng vậy. Tập tạ và đó. Và tay Harry sẽ không được chắc chắn vì đeo cái bao tay này. Sau đó hiệu lệnh bắt đầu. Chúng ta bắt đầu múc bột vào cái xô này. Dĩ nhiên chịu sự tác động của hai bên giật kéo giằng xé thì thử hỏi Harry có còn là con người nữa không? Tội nghiệp Harry quá. Trong thời gian 2 phút, đội nào mang về nhiều bột hơn đội đó chiến thắng. Đang giả bộ thôi, kéo dữ vậy giằng xé nội tâm đó. Trời ơi. Ủa sao em thấy đầu em không bao giờ ai mà có cái tâm tính đàng hoàng mà tốt lành nữa cơ. Cho vô đầu em là cũng gian manh mà nó sao á. Đó là do gương mặt mình biểu hiện thôi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đội nào chơi đầu tiên? Đội nào ở vị trí ngồi? À quên, sẵn rồi thì ngồi luôn đi cưng. Nhẫn từ xì. Thưa quý vị, sau đây họ sẽ từ con người thường biến thành công chúa tuyết hay không là do Thu Thủy tất cả. Thu Thủy hãy làm bằng mọi cách để đưa Harry Won thành người thường hay thành công chúa tuyết là do lực của mình. 2 phút dành cho đội của Thu Thủy và Harry Won bắt đầu. Yo! Đi ra khỏi vòng, không được đi ra. Trời ơi, mày biết đi ra khỏi ngoài. Đi này dễ như sợ luôn. Trời ơi. Anh mập quá. Chết. Nhảy dây nè. Dạ quá. Nhảy dậy nào.
không phá đối thủ, lát người ta phá lại ráng chịu nghe. Ê, không chừng không chừng kéo. Có lên nha chị ơi, có lên. Hết giờ. Hết giờ. Tài lanh chi thấy không? Vô giúp chi thì bị dính đệ. Thưa quý vị, cái cân nặng, cái xô bột đầu tiên của Hardy Won bao nhiêu thì chưa biết. Nhưng với thân hình đầy đặn, lực lượng của Mạc Văn Khoa bắt đầu. Ủa, giật tay hả? Sao được giật tay vậy á? Không lấy được ca nha.
Mỏi nách quá. Mỏi nách quá. Hết giờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang có món Thiên Vương chiên bột. Đây, mượn nghe, cất cái này vô để lắc cân ký nghe. Em thành thật xin lỗi anh, mỗi bên hai người kéo anh ạ. Bây giờ em muốn test cái lách luôn đấy. Test cái lách luôn đấy. 2 phút bắt đầu rồi. Giờ còn vẫn báo hết luôn thưa quý vị. Thôi bậy, 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 bậy. Anh đi đâu vậy? Thưa quý vị, vòng này không đội nào có điểm. Thưa quý vị, tất cả những thứ này chỉ có trong một chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, wow, wow. Các chị và các bạn thân mến, như vậy là cuộc chơi cũng đã được kết thúc. Ngày hôm nay tất cả đều đã thành bột hết rồi, không còn gì hãnh diện hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm trúng thưởng. Số điểm hiện tại: Thiên Vương được 2, Hoàng Yến được 1 và Thu Thủy O. Và Thu Thủy O. Ủa? Vậy hả? Trời đất ơi, tội vậy. Mình tới đây chơi chơi chị đi vậy đi. Kệ chị O, chị thích đứng đây. Bây giờ vậy, có nhiều ô. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 0 đồng. Chia đôi nhân đôi và quà tặng. Một quả dành cho Võ Hoàng Yến. Xin mời. Bóc đi first play hả? Xăm cho món phong thủy nè. Đứng bên đây nè, đứng bên đây nè. Vậy chị Thủy ơi, chị không có quyền hạn gì. Đứng đây nha chị, đi chỗ khác chơi chị ơi. Chị em vậy đó. Này Yến hồi xưa đi chơi hội chợ lô tô hả? Lô tô hả? Vậy Yến ơi, đừng
Một phần quà dành cho Võ Hoàng Yến. Xin mời. Quà khủng lắm. Cái gì mà sao bên lại thấy me bên này mà sao cuối cùng qua bên này? Đó có me bên đó, me bên kia. Trời ơi, quà là một bịch bột nữa đó. Sợ lắm, sợ mà. Cái gì bự mà không có chứ. Đã mở ra bịch bột không? Một hộp quà dành cho Võ Hoàng Yến. Đây, hồi nãy là bột mì, giờ tới bột gạo. Hình như biết này quà của tôi luôn sao á. Lấy ra nào. Một trái đu đủ. Ghê luôn. Ủa là sao? Con nữ không? Biệt danh nữ hoàng đu đủ. Chính ra chương trình tốn nhiều tiền đầu tư quà anh ha. Trái này phải gần 10.000 đấy. Đấy. Đừng đùa. Ừ. Mắc à. Rồi, bây giờ hai quả thả bóng dành cho Thiên Vương. Cố lên anh, bây giờ quà là... Ủa còn quà nữa đấy. Đó. Xích xích qua bên này anh. Kệ đi. Mình nhắm vào quà đấy không ra. Không luôn. Quá xuất sắc. Còn không được quà. Đã không được quà còn bị o đồng. Tham thì thâm. $5,000 dành cho nam ca sĩ Thiên Vương. Và thưa quý vị, chương trình có ưu ái dành một quả thả bóng cho Thu Thủy. Chị Thủy, chúng tôi mới nhận được từ ban tổ chức một quả thả bóng dành cho Thu Thủy. Thả trong cái hồi đấy, thả khúc nào anh Vương? Đây 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 đấy, một quả thả bóng dành cho Thu Thủy. Đây 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 đây, đây. Thả ra. Thưa quý vị, $5,000 này là thả cho vui. Thả cho vui. Nhưng mà đầu tiên hai người có phải chơi thắng không? Dạ có. Anh đã đừng nói gì. Ưu tiên. Đúng vậy, ưu tiên. Một phần quà là một trái đu đủ nữa dành cho Thu Thủy. Đây, quá rõ luôn. Một trái đũa để dành cho Thu Thủy. Chuyển qua. Đó. Mệt quá. Chúc cho anh đu đủ ngon miệng. Thưa quý vị, ngày hôm nay chơi rất vui. Phải nói là rất vui, kịch cũng vui. Chỉ có điều là MC là người tả tơ nhất đến thời điểm hiện tại. Như vậy mọi người mới vui. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Hãy nhớ đón xem chương trình của chúng tôi vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Kỳ Tài Thách Đấu với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thuộc công ty Đông Tây và Vô Sơn thực hiện. Quý vị ơi, đừng quên giờ phát sóng để đến với chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, wow, wow. Và thử thách của chương trình lần này là hãy kể tên tác giả của những ca khúc vừa rồi. Trời ơi, hỏi gì hỏi nghĩ luôn. Làm chồng anh nhé. Em à, anh ơi, anh nói lẹ đi chứ nhà bao việc. 1, 2, 3, chụp. Trời ơi! Một là không nói dối, hai là không nói dối nhiều lần. Ông muốn gì ở chung quá, chung quá. Bà muốn? À không, không muốn.